Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 14 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không lâu sau khi đám người Phần Tuyệt mang Diệp Linh đi, một bóng người đột nhiên chạy lên từ dưới núi, người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền một đường chạy như điên, cười to nói: "Linh Nhi, lão ca trở về rồi đây. Đã lâu không nhìn thấy muội muội, lần này trở về, trong lòng Diệp Huyền tự nhiên là vô cùng cao hứng, chưa bao giờ cách xa muội muội lâu như vậy, có thể nói hắn vô cùng tưởng niệm. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp Diệp Linh. Trong chớp mắt, Diệp Huyền từ chân núi vọt lên khi tới đỉnh núi diệp huyền ngây ngần cả người bởi vì hắn cũng không nhìn thấy diệp linh thành ngầm của hắn rất lớn đồ đề toàn bộ thương lan sơn nghe thấy như bình thường mà nói muội muội hắn hẳn là nghe được mới phải nhưng diệp linh chưa hề xuất hiện xảy ra chuyện sau trong lòng diệp huyền chợt thấy nặng nề hắn đang muốn tiến vào điện đúng lúc này kỳ an chi đột nhiên đi ra từ đại điện kỳ an chi nhìn thoáng qua diệp huyền nàng đã xảy ra chuyện nghe vậy một tiếng kiếm reo lên đột nhiên vang vọng từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Diệp Huyền gắt gao nhìn Kỳ An Chi. Nàng ở đâu? Sát ý. Trong mắt Diệp Huyền không hề che giấu sát ý. Sát ý này làm cho Kỳ An Chi nhíu lại lông mày. Người phải bình tĩnh. Người... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đính giữa chân mày của nàng, gần giọng nói. Ta hỏi ngươi, nàng ở nơi nào? Âm thanh run rẩy rõ ràng đã đến rìa nổi giận. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn đang rung động kịch liệt. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đường nhỏ thương sơn, phần tuyệt đến tìm người. Ta đã truyền tin cho Gia Gia, hắn sẽ trở về ngay lập tức. Người... Nàng còn chưa nói xong, Diệp Huyền đã quay người phóng xuống dưới núi. Người chớ xúc động. Sau lưng, Kỳ An Chi vội vàng nói mà Diệp Huyền đã biến mất ở dưới núi. Nhìn thấy một màn này, về mặt Kỳ An Chi đại biến, nàng biết sắp xảy ra chuyện nàng lại vội vàng bóp nát một viên truyền âm thạch sau đó cũng vọt xuống dưới dưới núi diệp huyền một đường chạy như điên hai mắt hắn mang theo từng tia huyết hồng trên mặt ngoại trừ giữ tợn còn có điên cuồng muội muội là vẻ ngược duy nhất trong đời hắn vì muội muội chuyện gì hắn cũng có thể làm đạt được trên đường rất nhiều người bị diệp huyền thu hút khi thấy diệp huyền có vài người nhận ra hắn đó là diệp huyền hắn thế là thế nào thật giống như hắn muốn đi thương mộc học viện. Không thể nào, hắn muốn đi chết sao? Đi đi, cùng đi nhìn một chút. Rất nhanh, trên đường phố, vài người lắm chuyện nhau nhau đi theo. Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn đi tới dưới núi Thương Mộc. Mà ngay dưới đường nhỏ Thương Sơn, Diệp Linh bị một sợi dây thừng màu đen trói chặt hai tay, treo trên một khúc gỗ, sắc mặt quần nàng trắng bệch, cả người lộ ra đặc biệt bất lực và sợ hãi. Khi Diệp Huyền đi tới dưới đường nhỏ Thương Sơn, thấy Diệp Linh, hắn trực tiếp ngần người tại chỗ. Giờ khắc này, đầu hắn trống rỗng, mà lúc này Diệp Linh cũng nhìn thấy Diệp Huyền. Giờ khắc này, nước mắt nàng lập tức chảy xuống. Ca, mau, chạy mau. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Trên khóe mắt, hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống. Đúng lúc này, mấy tên học viên thương mộc học viện đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền một tên học viên trong đó đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một thanh kiếm từ trong cơ thể Diệp Huyền chém ra. linh tú kiếm chém thẳng xuống, thân thể học viên trước mặt Diệp Huyền kia trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Máu tươi kèm theo ngũ tạng trong nháy mắt vùng vãi một chỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người xung quanh ngây dại, đặc biệt là những người chạy đến xem náo nhiệt. Diệp Huyền này muốn làm gì đây? Đây là tới giết người sao? diệp huyền một kiếm chém giết một tên học viên thương mộc học viện sau đó cũng không dừng tay hắn nắm chặt linh tú kiếm một kiếm đâm nhanh về phía trước sắc mặt một tên học viên thương mộc học viện trong đó đại biến vội vàng lui về sau mà lúc này kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên bay ra từ trong tay hắn tên kia vừa lui đầu đã trực tiếp rớt khỏi cổ diệp huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng học viên đã không có đầu kia tay phải hắn đưa qua bên phải nắm lại vừa vặn nắm chặt linh tú kiếm sau một khắc hắn đột nhiên cầm kiếm cắt ngang một cái một sợi kiếm mang chợt lóe lên trong sân, thân thể một tên học viên thương mộc học viện còn lại trực tiếp bị một kiếm này của hắn chặt ngang. Kiếm tu, tên này là đại kiếm tu, giữa sân có người kinh hồ, đại kiếm tu, lời vừa nói ra, giữa sân một mảng xôn sao. Kiếm tu ở Khương Quốc là phi thường hiếm hoi, không phải là không có, nhưng là rất rất ít. Mà rất nhiều người cũng phi thường hướng tới kiếm tu, cầm kiếm tiêu sao, ngự kiếm giữa thiên địa, đây là huyễn tưởng mỹ hào trong lòng rất nhiều người. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Huyền lại là một vị đại kiếm tu, rất nhiều người giữa sân đã có chút hưng phấn. Lúc này, bọn hắn đã quên Thương Mộc Học Viện và Thương Lan Học Viện thần bí, chỉ muốn nhìn một vị kiếm tu giết người. Mà chuyện Diệp Huyền đi vào Thương Mộc Học Viện, không biết là ai truyền ra ngoài. Rất nhanh, vô số người chạy đến Thương Sơn, rất nhanh dưới chân núi Thương Sơn, ngày càng nhiều người. Nơi xa, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền đã chém giết mấy tên học viên thương mộc học viện. Đều là thuấn sát. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Lê Tu, một trong tam đại phó viện trường thương mộc học viện. Lê Tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Người công nhiên tới giết người của thương mộc học viện ta. Người... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ Lê Tu, gàn giọng nói. Giết người sao? không phải học viên thương mộc học viện của ngươi gọi ta tới đây sao lão tử tới các ngươi ở đâu nói xong hắn đột nhiên một kiếm chém rụng đầu một tên học viên thương mộc học viện không ngừng kêu rên trước mặt máu tươi tung tóe một thân diệp huyền diệp huyền ngầng đầu nhìn về phía lê tu gầm thét chút người này quá ít làm sao đủ cho ta giết học viên thương mộc học viện đâu tới nhiều thêm đi lê tu gắt gao nhìn diệp huyền trong mắt hắn đã có sát ý đang muốn động thủ Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên. Học viên thương mộc học viện gọi người tới đơn đấu, chính là muốn ỉ lớn hiếp nhỏ sau. Lệ tù bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một lão giả đầy một nữ tử áo bào đen ngồi trên xe lăn chậm rãi đến. Nữ tử áo bào đen nhắm hai mắt, câu nói vừa rồi kia đúng là nàng nói ra. Lệ tù gắt gao nhìn nữ tử áo bào đen, nữ tử áo bào đen lại không chút sợ hãi, thương mộc học viện lợi dụng muội muội của thiếu niên này gọi hắn đến đây làm sao chính là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sau hay là thế hệ trẻ tuổi của thương mộc học viện đã không còn ai nghe được lời của nữ tử áo bảo đen rất nhiều người giữa sân bắt đầu nghị luận ẩm ĩ rất nhiều người nhìn về phía lê tu ánh mắt đã có chút lạ ỷ lớn hiếp nhỏ sau đây là tuyệt đối là đáng xấu hổ. Đúng lúc này, một bóng người từ trên đường nhỏ Thương Sơn, nơi xa đột nhiên thiểm lược mà xuống. Mà đằng sau bóng người này còn có mười mấy tên học viên của Thương Mộc Học viện. Rất nhanh, bóng người cầm đầu kia đã tới trước mặt Diệp Huyền. Người này đúng là phần tuyệt, mà sau lưng phần tuyệt còn có một đoàn học viên Thương Mộc Học viện. Phần tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Tu cách đó không xa phó viện trường người này không cần ngươi xuất thủ chúng ta tới là được rồi lê tu khẽ gật đầu chớ có khinh địch khóe miệng phần tuyệt hơi nhấc lên hắn quay đầu nhìn về phía diệp huyền không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới cứu muội muội xem ra ngươi vẫn có mấy phần can đảm người Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt phần tuyệt biến hóa. Hắn phản ứng cũng cực nhanh. Lúc kiếm của Diệp Huyền đi tới trước mặt hắn, bóng người hắn lóe lên. Cùng lúc đó, tay phải cách không cắt ngang phần eo của Diệp Huyền. Một đường đao gió nhanh chóng hiện ra từ lòng bàn tay hắn. Đao gió này trực chỉ vị trí trí mạng trên bụng của Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm chờ tay chính là một kiếm cắt xuống. đao gió kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Mà lúc này, phần tuyển đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trong chốc lát, vô số đao gió từ bốn phương tám hướng cắt tới Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên đạp mạnh một cước, thân thể ly khai mặt đất, sau đó chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử, một khắc khi một kiếm này xuất hiện, vẻ mặt Lê Tu cách đó không xa lập tức đại biến, bởi vì uy một kiếm này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù ngự khí cảnh, sắc mặt phần tuyệt cũng biến hóa, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm của Diệp Huyền sẽ khủng khiếp đến thế này. Nếu như nói một kiếm đầu tiên của Diệp Huyền chỉ là không tệ, vậy thì bây giờ đây, một kiếm này chính là hủy thiên diệt địa, tương phản quá lớn. Phần tuyệt thế mà nhất thời ngần ra, thế nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Trong chốc lát, xung quanh hắn trống rỗng xuất hiện một cơn gió lớn. Rất nhanh, cuồng phong này hình thành từng đạo đao gió kích bắn về phía một kiếm này của Diệp Huyền. Nhưng mà lúc một kiếm của Diệp Huyền chém xuống, những đao gió kia lập tức phá toái một đạo kiếm mang chém thẳng xuống, cả người phần tuyệt trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài hơn 10 trượng, mà hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Tiếp theo, lại một kiếm chém xuống, vẫn là nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này so với một kiếm vừa rồi kia còn mạnh hơn, một kiếm hạ xuống dường như muốn chém nát đại địa phương này. Đồng tử phần tuyệt co rút lại, hắn đột nhiên dẫm mạnh chân phải lên mặt đất. Mượn nhờ lực lượng này, cả người hắn nhanh chóng lui về sau, mà kiếm của Diệp Huyền vẫn như cũ hạ xuống. Toàn bộ mặt đất nổ tung trong nháy mắt, lực lượng cường đại và kiếm mang trực tiếp đánh bay phần tuyệt. Lúc phần tuyệt nện xuống trên mặt đất, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay hắn cầm kiếm, đột nhiên chém xuống phần tuyệt. Mà đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao đến Diệp Huyền. Là một tên học viên khác của Thương Mộc Học Viện. Nhìn thấy một màn này giữa sân một mảng xôn xao, thế mà không phải là đơn đấu sao? Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên cải biến thế kiếm, một chiêu cắt ngang qua bên phải. Học viên vừa vọt tới trước mặt hắn, lập tức bị một kiếm này chém bay. Mà một khắc, khi học viên này bay ra ngoài, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên phóng xuất. Nơi xa, tên học viên kia lập tức bay đầu, máu tươi bắn tung tóe Đầu người kia, cái lan xa hơn mấy trượng. Diệp Huyền khẽ vẫy tay, linh tú kiếm bay trở về trong tay hắn, mà phần tuyệt trước mặt hắn đã thối lui ra hơn 10 trượng bên ngoài. Giờ khác này, trong mắt phần tuyệt chỉ có ngưng trọng. Không chỉ phần tuyệt, về mặt hết thầy học viên thương mộc học viện giữa sân đều ngưng trọng. Rõ ràng, thực lực của Diệp Huyền xa xa vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Mà Diệp Huyền cũng chưa dừng tay, hắn vọt thẳng tới đám người phần tuyệt nơi xa. Tất cả mọi người ngây người, đây là muốn một đánh một đám sau vẻ mặt của phần tuyệt giữ tận lên, tự ta tới, thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bấm tay, chỉ lên mi tâm của bản thân. Sau một khắc, một cỗ khí tức đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, một luồng áp lực vô hình trống rỗng xuất hiện ở trong sân, thông u cảnh. Giữa sân có người kinh hô, chắc chắn hắn đã sử dụng bí pháp nào đó, Phần tuyệt chậm rãi đi về phía Diệp Huyền, khí tức quanh người hắn phát ra ngày càng kinh khủng, mà giờ khắc này tất cả mọi người không hề chú ý tới dưới chân Diệp Huyền, một cỗ cường đại lực lượng đang lặng lẽ hội tụ. Rất nhanh, hai người ngày càng gần nhau, lúc này phần tuyệt đột nhiên đấm ra một quyền, quyền xuất, lực lượng ẩn chứa trong đó tựa như núi lửa phun trào, lực lượng cường đại cứ thế bước tới Diệp Huyền mà lúc này, một cỗ đại địa chi lực đột nhiên từ lòng bàn chân của Diệp Huyền hội tụ đến toàn thân hắn, thoáng qua, Diệp Huyền một kiếm chém xuống, cỗ lực lượng phần tuyệt phóng ra, lập tức vỡ tan, ngay sau đó cả người hắn té bay ra ngoài, mà hắn vừa nằm đất, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền một kiếm chém thẳng xuống, Diệp Huyền, đúng lúc này, thanh âm của Lê Tu đột nhiên vang lên nếu người giết hắn, thương mộc học viện ta nhất định sẽ khiến huynh muội người chết không yên lành. Người... Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, thân thể phần tuyệt trực tiếp từ chia thành hai khúc. Diệp Huyền cũng không dừng tay, mà là cầm kiếm vung nhanh. Trong chốc lát, thi thể phần tuyệt trực tiếp biến thành vô số khối nhỏ. Những khối thi thể này hợp thành một chữ thương to lớn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đám học viên thương mộc học viện nơi xa, gào thét như dã thú. Thế nào? Sợ rồi sao? Còn mẹ nó tới chơi ta đi. Giữa sân một mảng yên lặng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Tất cả mọi người cùng nhìn ra được, vị kiếm tu trước mắt này giết người đến điên rồi. Đây chính là thương mộc học viện. Giờ khắc này rất nhiều người quay đầu nhìn về phía thương mộc học viện bị học viên thương lan học viện khiêu khích như thế thương mộc học viện nên đối mặt như thế nào đây nơi xa thần sắc của đám người lê tu vô cùng khó coi đặc biệt là lê tu giờ phút này hắn thật không nghĩ tới phần tuyệt sẽ bị diệp huyền chém giết phần tuyệt yêu nghiệp số một thương mộc học viện đấy cứ như vậy mà chết ở nơi này sao đây chính là thương mộc học viện tỉ mỉ bồi dưỡng ra đương nhiên giờ phút này trong lòng hắn càng khiếp sợ hơn bởi vì thực lực của diệp huyền so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều đặc biệt là một kiếm cuối cùng kia một uy kiếm kia khiến cho hắn cũng phải động dung trưởng thành quá nhanh Lê Tù gắt gao nhìn Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý, mà đúng lúc này Diệp Huyền đi tới trước mặt Diệp Linh, hắn giơ kiếm, một chém trực tiếp cắt đứt sợi dây trói chặt Diệp Linh. Diệp Linh rơi vào trong ngực hắn, Diệp Linh ôm chặt Diệp Huyền. Ca, Diệp Huyền kéo Diệp Linh đi tới trước mặt nữ tử ngồi xe lăn ở một bên. Hắn ngồi xổm trước mặt nữ tử áo bào đen, làm phiền hỗ trợ chiếu cố nàng một thoáng. Nữ tử áo bào đen hơi trầm ngâm một chút, gật đầu. Nàng An toàn. Diệp Huyền quay người đi đến chỗ đám học viên Thương Mộc học viện nơi xa, lúc này Diệp Linh đột nhiên run giọng nói, "Ca." Diệp Huyền dừng bước lại, "Đời này ca chỉ có một người thân, ai khi dễ muội, ca lập tức đánh chết kẻ đó." Nói xong, hắn cầm kiếm đi đến đám học viên Thương Mộc học viện nơi xa, cười gằn nói, "Thế nào, Thương Mộc học viện đều là một đám không có chứng giàu, không có người tới." không phải các ngươi gọi ta tới sao? lão tử đã tới đây rồi, các ngươi lại liệt rồi sao? càn sỡ. cách đó không xa một học viên đột nhiên nhảy ra ngoài hắn nộ chỉ diệp huyền diệp huyền đây chính là thương mộc học viện sao lại cho cười đúng lúc này diệp huyền đột nhiên biến mất tại chỗ một sợi kiếm mang chợt lóe lên trong sân nơi xa sắc mặt học viên kia đại biến hắn căn bản không dám tiếp một kiếm này của diệp huyền diệp huyền lập tức lùi lại mà lúc này kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên bay ra sau một khắc linh tú kiếm đã đi tới trước mặt tên kia mà đúng lúc này một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào trên linh tú kiếm của diệp huyền linh tú kiếm trong tay diệp huyền trực tiếp bị đánh bay giữa sân mọi người cùng nhìn về phía lê tu cách đó không xa vì người xuất thủ đúng là lê tu Nhìn thấy Lê Tu ra tay, vẻ mặt đám người xem náo nhiệt trở nên cổ quái. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Linh Tú kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tu. Lê Tu đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói. Bớt nói nhàm con mẹ nó đi. Hiện tại, lão tử chỉ muốn giết người. Thanh ngầm vừa dứt, hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất. Cả người lăng không nhảy đến đỉnh đầu của Lê Tu chém xuống một kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này vừa ra, giữa sân đã vang lên từng thanh âm khí bạo bén nhọn. Nhìn thấy Diệp Huyền, vậy mà công kích Lê Tu, tất cả mọi người xung quanh ngây ngần cả người. Diệp Huyền giết đến điên rồi sao? Đây chính là Lê Tu, phó viện trường thương mộc học viện, càng là cường giả thông u cảnh tối đỉnh. Giờ khác này, vẻ mặt Lê Tu cũng giữ tận lên, hắn đột nhiên vươn ra tay phải, sau đó một vỗ lên trên, một cỗ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Cả người Diệp Huyền mang kiếm, trực tiếp bị chấn bay về chỗ cũ, mà Lê Tu thế mà cũng bị đẩy lui hơn một trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều thay đổi, Diệp Huyền lại có thể đẩy lui Lê Tu sao? Mà chính Lê Tu cũng là một mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lực lượng trong một kiếm kia của Diệp Huyền. Vậy mà mạnh đến trình độ này, lại có thể vượt hai sai đẩy lui hắn. Hắn chính là cường giả thông u cảnh đỉnh phong, quá yêu nghiệt. Lê Tu gắt gao nhìn Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý. Nếu để yêu nghiệt bực này quật khởi, sẽ trở thành đại địch của thương mộc học viện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lê Tù đã muốn động thủ lần nữa, mà đúng lúc này, nữ tử áo bào đen ngồi trên xe lăn một bên khác đột nhiên nói. Thế nào, thương mộc học viện quả nhiên là không có người, muốn ý lớn hiếp nhỏ sao? Giữa sân, vô số người nghị luận ầm ĩ, lúc những người này nhìn về phía thương mộc học viện, vẻ mặt đều cổ quái, thậm chí không hề che giấu vẻ xem thường. Diệp Huyền chính là đơn độc mà tới. Thương mộc học viện này lại là phái ra một tên phó viện trưởng gây chiến. Đây rõ ràng là ý lớn hiếp nhỏ. Lê Tù quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bảo đen. Người là người phương nào? Nữ tử áo bảo đen lắc đầu. Người bình thường thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn lên thương sơn. Hôm nay ở đây có ít nhất vạn người. Chẳng lẽ Lê Viện Phó muốn vứt bỏ thanh danh ngàn năm của thương mộc học viện sao? lê tu híp lại hai mắt thần sắc của hắn có chút khó coi thanh danh thương mộc học viện tự nhiên rất để ý thanh danh nếu như hắn ra tay không cần phải nói rất nhanh việc này sẽ truyền khắp toàn bộ khương quốc thậm chí truyền đến quốc gia khác lúc đó người trong thiên hạ sẽ xem thương mộc học viện là vô liêm sỉ mà đúng lúc này diệp huyền xa xa đột nhiên cầm trường kiếm trong tay trực chỉ đám học viên thương mộc học viện cười cẳng nói thế nào Toàn bộ thương mộc học viện không có một tên nào có chứng sao tới chơi ta đi. Nghe vậy, vẻ mặt của những học viên thương mộc học viện lập tức khó coi. Thương mộc học viện đã bao giờ bị người ta vũ nhục như thế này đâu. Ngay sau đó, một tên học viên thương mộc học viện vọt thẳng tới Diệp Huyền. Nhưng tên học viên kia còn chưa tới được một trượng hơn trước mặt Diệp Huyền thì đã bị một thanh phi kiếm chém bay đầu. Máu tươi bắn tung tóe, một kiếm miểu sát. Diệp Huyền không dừng tay mà cầm kiếm vung nhanh, rất nhanh, mảnh vỡ thi thể của tên học viên kia ghép thành một chữ mộc to lớn. Thu kiếm, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía những học viên còn lại gần giọng nói. Không có người sao? Tới đi, tiếp tục tới đi. Nói xong, tay hắn cầm linh tú kiếm đẫm máu, trực chỉ đám học viên thương mộc. Hết thầy học viên thương mộc học viện nghe đây, lão tử tên gọi Diệp Huyền. Hôm nay, lão tử nói rõ ra đây, các người không đánh chết ta thì chính là ta đánh chết các người mọi người giữa sân mà vẻ mặt của những học viên thương mộc học viện đã cực kỳ khó coi khinh người quá đáng đây cũng không phải là khinh người quá đáng đây là muốn đánh mặt thương mộc học viện trước mặt mọi người trong thiên hạ đúng lúc này lại một tên học viên thương mộc học viện xông tới ra ngoài nhìn thấy một màn này lê tu một bên vội vàng nói chớ xúc động người Đúng lúc này, thân thể học viên thương mộc vừa lao xa kia, trực tiếp bị một kiếm chia làm hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Mà thi thể tên học viên này cũng được Diệp Huyền ghép thành một chữ học. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lê Tu khó coi tới cực điểm. Đây là đang vũ nhục thương mộc học viện. Đúng lúc này, ngày càng nhiều học viên thương mộc từ Thương Sơn chạy xuống, bao gồm một đám học viên vốn đang bế quan đều chạy xuống dưới. Rất nhanh, dưới đường nhỏ Thương Sơn đã tụ tập hơn trăm học viên thương mộc học viện. Khi thấy ba chữ trên mặt đất kia, một đám học viên trong đó lập tức nổi giận. Rất nhanh, một học viên lại vọt tới Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người cực tốc xông về phía trước cùng lúc đó kiếm trong tay hắn đâm thẳng ra trên mũi kiếm có hàn mang lấp lóe một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua chân mày của tên học viên kia mà một thanh trường thương trong tay tên học viên kia cũng đâm tới phần bụng của diệp huyền thế nhưng trường thương còn không thể đâm xuyên làn da của diệp huyền diệp huyền cầm kiếm nhẹ nhàng trước Đầu của tên học viên kia lập tức nổ ra, máu tươi bắn ra tựa như nước suối. Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã xuất hiện bốn chữ lớn đẫm máu, thương mộc học viện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám học viên thương mộc học viện trở nên dữ tợn. Đang muốn tiến lên phía Diệp Huyền lần nữa, mà lúc này Lê Tu một bên đột nhiên ngăn cản hết thầy học viên. Hắn vẫn nộ quát, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện hành động giờ phút này tự nhiên hắn đã nhìn ra thực lực của diệp huyền thực lực đó đã không phải là những học viên thương mộc bình thường này có thể chống lại tiếp tục xông lên chỉ là tự đi tìm đường chết đúng lúc này một lão già xuất hiện giữa sân người tới chính là phó viện trưởng khác của thương mộc học viện khô mạc đúng là kẻ lúc trước tuyên bố Diệp Huyền là thứ xác rười Thương Mộc Học Viện không cần mà giờ khắc này Diệp Huyền lại đứng trước mặt hắn lần nữa đồng thời chém giết phần tuyệt yêu nghiệt số một Thương Mộc Học Viện giết dễ dàng như vậy khô mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó quay đầu nhìn về phía những người vây xem cách đó không xa hôm nay Thương Mộc Học Viện ta có việc tự muốn làm người không phận sự nhanh chóng rời đi Nghe vậy, giữa sân một màng xôn xao, đây là muốn đuổi người. Đúng lúc này, một đám cường giả thương mộc học viện đột nhiên xuất hiện trước mặt những người vây xem. Trong đám người vây xem, có người không vui lập tức đứng dậy. Thế nào, thương mộc học viện sợ sao? Hay là... Cách đó không xa, khô mạc đột nhiên nhấc tay vung lên. Tên nam tử vừa nói chuyện kia, trực tiếp bị một luồng khí tình phong chấn vỡ thân thể. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những người vây xem giữa sân lập tức đại biến, rất nhanh, vô số người nhanh chóng bỏ chạy. Giờ khắc này, đám người mới ý thức được trước mắt chính là Thương Mộc Học Viện, một trong hai thế lực mạnh nhất Hương Quốc. Ngay cả Hoàng Thất Hương Quốc ở trước mặt Thương Mộc Học Viện cũng phải cúi đầu. Không lâu sau, đám người vây xem lập tức chạy sạch sành xanh. Nhưng mà nữ tử áo bào đen ngồi xe lăn và não già sau lưng nàng vẫn chưa rút đi. Ánh mắt khô mạc rơi vào trên người của nữ tử ngồi xe lăn. Có lẽ người có chỗ dựa vào để lão phu nhìn một chút sao? Nữ tử ngồi xe lăn mỉm cười. Thương mộc học viện làm việc như vậy, ta làm sao có chỗ dựa vào đây? Nói xong, nàng kéo tay Diệp Linh. Chúng ta đi. Diệp Linh lắc đầu. Hãy đi cùng nàng đi. Diệp Huyền đột nhiên nói. Nghe lời. Đợi lát nữa, ca sẽ trở lại tìm muội. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, nước mắt lập tức chảy xuống. Ca gạt muội. Diệp Huyền nói khẽ, ca chưa từng gạt muội, nghe lời, rời đi với tỷ tỷ, ca sẽ trở lại ngay. Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, nhưng muội muốn ở bên cạnh ca. Thân thể của Diệp Huyền khẽ run lên, hắn nói khẽ, muội ở nơi này, ca không thể yên tâm đánh nhau, nghe lời, trở về với tỷ tỷ, ca sẽ tới ngay lập tức, nói được thì làm được. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền rất lâu, rất lâu, nước mắt nàng không ngừng chảy xuống. Mà đúng lúc này, nữ tử áo bào đen đột nhiên điểm tay lên gáy của Diệp Linh. Diệp Linh trực tiếp mềm nhũn ngã vào trong ngực nàng. Nữ tử áo bào đen nhìn co Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, nữ tử áo bào đen và lão giả mang theo Diệp Linh quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía khô mạc cách đó không xa. Khô mạc đột nhiên biến mất tại chỗ, cả người Diệp Huyền không chút dấu hiệu nào, trực tiếp bị chấn bay ra mấy chục trượng ngoài xa. Cuối cùng ầm ầm đập xuống mặt đất, hắn vừa mới dậy, trong miệng đã liên tục phun ra mấy ngụm máu. Khô mạc chậm rãi đến gần Diệp Huyền. Không phải ngươi rất biết đánh nhau sao, tới đánh với ta một chút. Thành âm vừa dứt, hắn biến mất tại chỗ lần nữa. Giữa sân chỉ nghe tiếng gió thổi, không thấy bóng dáng. Diệp Huyền vừa mới dậy, lại một lần nữa bay ra hơn 10 trượng khô mạc đang muốn tiếp tục ra tay đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền khô mạc ngừng lại người đứng trước mặt diệp huyền không ai khác chính là kỳ lão đầu viện trường thương lan học viện khô mạc nhìn thoáng qua kỳ lão đầu khóe miệng nổi lên một tia mỉa mai đang muốn nói chuyện đúng lúc này kỳ lão đầu đột nhiên biến mất tại chỗ trong ánh mắt tất cả mọi người cả người khô mạc trực tiếp bị chấn bay ra ngoài trăm trượng tất cả mọi người dừng sốt khô mạc chính là cường giả thần hợp cảnh. Nơi xa, khô mạc vừa bò dậy, cũng một mặt kinh hãi. Người... làm sao ngươi có thể? Hắn chính là thần hợp cảnh cường giả. Ở Khương quốc này, tuyệt đối là cường giả tuyệt đình số 1, số 2. Nhưng một chớp mắt vừa rồi, ngay cả một chiêu, hắn cũng không tiếp được. Đúng lúc này, kỳ lão đầu đột nhiên tiến lên phía trước một bước. Chỉ một bước này, hắn đã đi tới trước mặt khô mạc. Khoảng cách trăm trượng vẹn vẹn một bước, xúc địa thành thốn nhìn thấy một màn này sắc mặt khô mạc đại biến kinh hãi nói người không phải là thần hợp cảnh khô mạc còn chưa nói xong cả người hắn lại bay ra ngoài lần nữa kỳ lão đầu cầm hồ lô rượu bên hông uống thả cửa một ngụm sau đó chính là cách không đấm tới nơi xa một quyền toàn bộ không gian khẽ run lên trên không trung phía xa, sắc mặt khô mạc đại biến, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Nhưng mà cỗ khí thế này vừa mới xuất hiện, lập tức tan thành mây khói. Sau một khắc, trước ngực hắn trực tiếp xuất hiện một lỗ máu ngay sau đó. Cả người hắn ầm ầm đập lên một chỗ trên vách núi đá sau lưng, cách đó không xa. Giữa sân, hết thầy học viên thương mộc học viện đều sợ ngây người. Trên mặt đất, khô mạc gắt gao nhìn kỳ lão đầu phía xa. Ngươi! ẩn giấu thật sâu. Kỳ lão đầu không thèm để ý đến khô mạc sẽ phải chết kia, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Cùng lúc này, đột nhiên xuất hiện hai người bên cạnh Diệp Huyền. Người đến đúng là Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch. Khi thấy bộ dáng Diệp Huyền, hai người đều biến sắc. Giờ phút này, quanh thân Diệp Huyền có rất nhiều vết dạn thật nhỏ. Ngoài ra, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, căn bản không có dấu hiệu ngừng. Rõ ràng đây không chỉ là chịu ngoại thương nghiêm trọng, mà còn cả nội thương. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên quay người, nộ chỉ khô mạc kia, cả giận nói. Nghiệp quật tổ tông ngươi, lão cầu nhà ngươi, đơn đấu giữa học viên, ngươi lại muốn ra đây ỉ lớn hiếp nhỏ, còn mẹ nó, ngươi. Thương mộc học viện các ngươi quá là vô liêm sỉ rồi. Bạch Trạch một bên khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Lúc này, kỳ lão đầu đột nhiên nói, dẫn hắn đi. Đi sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía kỳ lão đầu. Đi cái gì mà đi, không đi. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ những học viên thương mộc học viện nơi xa, gần giọng nói. Kỳ viện trưởng thương lan học viện chúng ta ít người, thế nhưng lại có sao? Chúng ta ít người nhưng không thể sợ. Hôm nay tới bến cùng bọn hắn, một tên là đủ vốn, hai tên là kiếm lời. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu, lần này là bọn hắn phạm chúng ta trước, bọn hắn công nhiên chạy đến bắt người thương lan học viện chúng ta, hơn nữa còn ý lớn hiếp nhỏ, hiện tại chúng ta còn muốn rút lui sao, quá là mất mặt rồi. Không đi, đánh, đánh bọn hắn, người già đánh già, ba người chúng ta đánh trẻ, bên cạnh Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch chậm rãi nắm chặt hai tay, đánh, kỳ viện trường liếc mắt nhìn ba người, các người chắc chắn muốn đánh chứ? Mạc Văn Khởi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đã cầm kiếm vọt tới đám học viên của Thương Mộc Học Viện. Mạc Văn Khởi ngây cả người, sau đó nói, chết tiệt, người nói đánh là đánh sao? Nói xong, hắn cùng Bạch Trạch cũng vọt theo. Ngoại trừ Bạch Trạch và Mạc Văn Khởi, còn có một người, chính là Kỳ An Chi. Bốn người đơn đấu một đám học viên Thương Mộc Học Viện, nhìn thấy bốn người tiến lên phía trước đám học viên kia kỳ lão đầu hơi trầm ngâm sau đó hắn quay người nhìn về phía đám người lê tu cách đó không xa trên lăng không cảnh kẻ nào ra tay chết nghe vậy vẻ mặt của lê tu trở nên khó coi hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía lão già bên cạnh thông báo viện trưởng chưa lão già gật đầu viện trưởng đang trên đường về gấp nhiều nhất nửa khắc đồng hồ là có thể đến lê tu khẽ gật đầu Kỳ lão đầu trước mắt này có lẽ thật sự chỉ có viện trường mới có thể ngăn cản. Chỉ cần kỳ lão đầu bị kiềm chế, đám người Diệp Huyền kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn nổi lên một tia dữ tợn. Lên, cùng tiến lên. Nghe được Lê Tu, những học viên thương mộc học viện bên kia vọt thẳng tới bốn người Diệp Huyền. Hơn một trăm người, thấp nhất đều là trên ngự khí cảnh. Nhìn thấy hơn một trăm người vọt tới, Mạc Vân Khởi nheo mắt, các đại ca, thế này thì hơi nhiều. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, sợ sao? Mạc Vân Khởi cả giận nói, lão tử sợ ai bao giờ, cứ thế là được. Đúng lúc này, Diệp Huyền một ngựa đi đầu nơi xa vung trường kiếm lên. Sau một khắc, một tên thương mộc học viện trước mắt trực tiếp bay đầu. Nhưng cùng lúc đó, cả người Diệp Huyền cũng bị một tên học viên thương mộc học viện đụng bay ra ngoài. Giữa sân trong nháy mắt, chiến thành một đoàn mà bốn người Diệp Huyền bị áp chế không thể nghi ngờ hơn 100 người đánh 4 người, đây đã là nhân số áp chế, thậm chí hơn 100 người này không có tên nào kém cỏi, mà giờ khắc này hơn 100 người cũng là chiến ý dâng cao, phải nói là sát ý dâng cao. Vừa rồi Diệp Huyền liên sát nhiều tên học viên Thương Mộc Học viện, đồng thời còn dùng thi thể những học viên kia hợp thành bốn chữ Thương Mộc Học viện. Cử động của Diệp Huyền lần này đã chọc giận hết thầy học viên Thương Mộc Học viện, không thể nghi ngờ áp chế. Hai bên vừa giao thù một lần, bốn người Diệp Huyền bên này đã bị áp chế, liên tục bại lui. Đi đến đường nhỏ Thương Sơn, đúng lúc này giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Diệp Huyền. Ba người Mạc Vân Khởi nghe được Diệp Huyền nói, vội vàng vừa đánh vừa lui. Rất nhanh, bốn người đã thối lui đến đường nhỏ Thương Sơn. Đường nhỏ hẹp, căn bàn không chứa được quá nhiều người. Bởi vậy, sau khi bốn người thối lui đến đường nhỏ Thương Sơn, thế công của Thương Mộc Học Viện lập tức yếu hơn rất nhiều. Mà Diệp Huyền, đoạn hậu, hắn đột nhiên dẫm mạnh chân phải lên mặt đất. Trong chốc lát, vô số đại địa chi lực tụ đến toàn thân hắn. Giờ khắc này, một cỗ đại địa chi lực cường đại trong nháy mắt hội tụ vào trong cơ thể hắn. Hai tay nắm chặt linh tú kiếm, đột nhiên một bổ về phía trước mặt, Nhất Kiếm Định Sinh Tử, một kiếm này sau khi gia trì đại địa chi lực, lại thêm kiếm của hắn chính là minh kiếm, uy lực của một kiếm này khủng bố hơn rất nhiều so với bất luận một kiếm nào trước đó. Một kiếm hạ xuống, một đạo kiếm mang sáng chói tựa như núi lửa bùng nổ từ mũi kiếm phóng ra ngoài. Sáu bảy tên học viên Thương Mộc học viện trước mặt Diệp Huyền lập tức bị một đạo kiếm mang này thôn vẻ, chém thành mấy khúc mà mặt đất xuất hiện một khe rãnh cao chừng nửa trượng. Không chỉ như thế, uy lực một kiếm kia còn đánh trọng thương ít nhất hơn 10 học viên Thương Mộc học viện. Nhìn thấy một kiếm này, vẻ mặt Lê Tu cách đó không xa vô cùng khó coi. Uy lực một kiếm này thật sự là xa xa vượt ngoài dự đoán của hắn. Ngự khí cảnh căn bản không có khả năng phát ra một kiếm khủng khiếp đến như thế, mà những học viên Thương Mộc còn lại cũng kinh hãi nhìn Diệp Huyền trong mắt ngoại trừ sát ý lạnh lẽo còn có kiêng kỳ thật sâu một kiếm vừa rồi thật sự là quá mức khủng khiếp trong mắt kỳ lão đầu cũng có kinh ngạc một kiếm này của diệp huyền quả thực vượt khỏi phạm trù ngự khí cảnh nhưng hắn càng kinh ngạc hơn chính là cỗ lực lượng vừa xuất hiện trên người diệp huyền bên cạnh diệp huyền mạc Vân khởi hưng phấn lau máu tươi trên mặt sau đó hắn nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay diệp huyền đại ca lại chém một kiếm diệp huyền hít sâu một hơi Chân hắn đạp đại địa, hai tay gắt cao nắm chặt Linh Tú Kiếm. Rất nhanh, vô số đại địa chi lực tụ về phía Diệp Huyền, mà Linh Tú Kiếm trong tay hắn đang điên cuồng rung động. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt những học viên thương mộc học viện đại biến, nhào nhào lui lại. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, đối diện kỳ lão đầu. Người tới chính là Lý Huyền Thương, viện trường thương mộc học viện, bái kiến viện trường giữa sân vô số người đồng loạt thi lễ với Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua mặt đất cách đó không xa, khắp nơi đều là thi thể, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên thân thể của phần tuyệt, sau đó lại liếc mắt nhìn bốn chữ Diệp Huyền dùng thi thể ghép lại kia, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân thể của Diệp Huyền. Ngươi làm sao diệp huyền không nói gì tay phải hắn duỗi ra phía trước một kiếm chém ra một tên học viên thương mộc học viện bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai đoạn nhìn thấy một màn này hai mắt của lý huyền thương híp lại đột nhiên một cỗ uy áp cường đại trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của diệp huyền mà đúng lúc này một cỗ lực lượng đột nhiên đánh vào trên cỗ uy áp kia cả hai trong nháy mắt tiêu tán trên không lý huyền thương quay đầu nhìn về phía kỳ lão đầu Thế nào, muốn khai chiến sao? Kỳ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó một khắc, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Không đúng, không phải là toàn bộ mặt đất, mà là toàn bộ thương sơn đều rung động. Cùng lúc đó, giờ khắc này, xung quanh dường như ngừng gió, mà xung quanh kỳ lão đầu, tia sáng đều bị vặn vẹo đi. Nhìn thấy một màn này, hai mắt lý huyền thương hơi híp lại, vạn vật vặn vẹo, vạn pháp đình phong cảnh. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy người cũng không phải sống mơ mơ màng màng, mà là đạt đến trình độ như vậy. Kỳ lão đầu nhìn thằng Lý Huyền Thương, toàn bộ Khương quốc tính cả ngươi ta chỉ có bốn vị vạn pháp đình phong cảnh. Người muốn đánh, ta không ngại. Ngược lại, Thương Lan học viện đã như vậy, ta không cố kỵ chút nào. Chúng ta dứt khoát đánh cho long trời lở đất, đánh nát thương mộc học viện của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Lý Huyền Thương gắt gao nhìn kỳ lão đầu không nói gì, đánh sau, một khi đánh Thương Mộc Học viện chắc chắn sẽ thắng, bởi vì bọn hắn nhiều người, thế nhưng Thương Mộc Học viện nhất định sẽ bị hủy, cường giả Thương Mộc Học viện ở đây chí ít có 8 phần 10 trở lên sẽ chết, mà những học viên này càng không có khả năng còn sống thương lan học viện thì sao thương lan học viện hiện tại chỉ có bốn học viên thêm một tên viện trưởng hết thảy cũng chỉ có năm người có thể nói thương lan học viện chính là một tên lưu manh không đáng giá lý huyền thương nhìn thoáng qua một đám thi thể cách đó không xa vẻ mặt cực kỳ âm trầm một lát sau hắn nhìn về phía kỳ lão đầu việc này có thể coi như xong thế nhưng nói đến đây hắn đột nhiên chỉ vào diệp huyền cách đó không xa người này phải chết nếu hắn không chết, các ngươi muốn ngọc đá cùng tan sao? Có thể. Thanh âm của Lý Huyền Thương vừa dứt, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện xung quanh đám người kỳ lão đầu. Sáu người, toàn bộ đều là thần hợp cảnh. Diệp Huyền phải chết. Đây là thái độ của Lý Huyền Thương. Phải nói, đây là thái độ của toàn bộ thương mộc học viện. Thiên phú và thực lực Diệp Huyền bày ra thật sự là quá mức khủng khiếp. Đặc biệt là cả phần tuyệt cũng chết trong tay hắn. Nếu như hắn tiếp tục tùy ý trưởng thành, thi đấu sinh tử giữa hai học viện hơn một năm sau, thương mộc học viện sẽ rất nguy hiểm. Đây là thứ hai. Trọng yếu nhất chính là với thực lực và thiên phú của Diệp Huyền bày ra, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể uy hiếp được thương mộc học viện. Hơn nữa, sự tình Diệp Huyền chém giết nhiều học viên thương mộc học viện như vậy, hiện tại sợ là đã truyền khắp toàn bộ đế đô, nếu như Diệp Huyền không chết, sẽ tạo thành trọng thương đối với thanh danh và uy nghiêm của Thương Mộc Học Viện. Bởi vậy, đối với Lý Huyền Thương và toàn bộ Thương Mộc Học Viện mà nói, Diệp Huyền phải chết. Mạc Vân Khởi và Mạch Trạch còn có Kỳ An Chi nhìn về phía Kỳ Lão Đầu. Kỳ Lão Đầu uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Thương. Hắn phải chết sao? Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, hắn chết, vạn sự đều thương lượng được. Hắn không chết, không thể thương lượng. Kỳ lão đầu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Người thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía kỳ lão đầu. Nếu kỳ lão đầu muốn dàn xếp ổn thỏa, phương pháp giải quyết tốt nhất dĩ nhiên là hy sinh ta, dùng mạng ta đổi lại dàn xếp ổn thỏa. Kỳ lão đầu cười nói, ngươi cam nguyện chịu chết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn chết. Còn nữa, ta cảm thấy kỳ lão sẽ không tàn như thế. Hy sinh ta, mặc dù có thể tạm thời dàn xếp ổn thỏa thế nhưng thương lan học viện sẽ mãi mãi quỳ gối trước mặt thương mộc học viện đời đời kiếp kiếp đều không ngần đầu lên được nói xong hắn nhìn về phía kỳ lão kỳ lão bọn hắn lấn chúng ta trước vì sao chúng ta phải giảng hòa với bọn hắn phải bây giờ thực lực của chúng ta không bằng bọn hắn thế nhưng thì có sao chứ nói xong hắn cầm trường kiếm chỉ vào những học viên thương mộc học viện người có biết vì sao những tên này và những người đế đô kia xem thường thương lan học viện không cũng bởi vì chúng ta sợ con mẹ nó thương lan học viện chúng ta luôn luôn sợ đối mặt với bọn hắn tự chúng ta đã sợ lo trước lo sau nghĩ này nghĩ kia người ta làm sao có thể coi trọng chúng ta thương lan học viện đã quỳ rất lâu nhưng ta thì không muốn quỳ nói xong hắn quay người đối mặt với học viên thương mộc học viện người hỏi ta thấy thế nào ta chỉ có một thái độ, không giảng hòa, không dừng tay. Đánh, đánh với bọn hắn, đánh tới năm người chúng ta đều chết hết mới thôi. Đánh, đúng lúc này, Mạc Vân Khởi ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Kỳ lão đầu, từ khi gia nhập Thương Lan học viện, ta cũng không dám nói với người nhà. Bản thân là học viên Thương Lan, ra bên ngoài cũng không dám mặc trang phục Thương Lan học viện. Sợ bị người ta nhận ra là học viên của Thương Lan, ở bên ngoài thương lan học viện chúng ta giống như là chắt chít của thương mộc học viện loại cảm giác này quá biệt khuất nói xong hắn chỉ diệp huyền hôm nay thương mộc học viện công nhiên chạy đến thương lan học viện bắt muội muội của hắn đây là tới cửa đánh vào mặt chúng ta quá khinh người rồi nếu như không đánh chẳng phải về sau học viên thương mộc học viện có thể tùy ý cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta sao đánh đánh bọn hắn cùng lắm thì đồng quy vô tận bên cạnh mạc vân khởi bạch trạch gật đầu đánh đánh đến chết kỳ an chi không nói gì nhưng đã rút đau sẵn sàng ý tứ đã rất rõ ràng kỳ lão đầu liếc mắt nhìn ba người diệp huyền mỉm cười sau đó nhìn về phía lý huyền thương cách đó không xa thương mộc học viện ngươi đã muốn ngọc đá cùng tan vậy thì cứ đánh đi thanh âm vừa dứt hắn đột nhiên ực mạnh nuốt một ngụm rượu sau một khắc một cỗ uy áp cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn lấy kỳ lão đầu làm trung tâm mặt đất trong phương viên mấy trăm trượng lập tức nổ tung cùng lúc đó một cỗ uy áp cường đại tựa như một cỗ gió lốc bạo phát ra cỗ uy áp này trực chỉ lý huyền thương nhìn thấy một màn này về mặt lý huyền thương rốt cuộc cũng biến hóa vì hắn không nghĩ tới kỳ lão đầu lại chọn cá chết lưới rách với hắn hắn thấy nhất định kỳ lão đầu sẽ hy sinh diệp huyền để bảo toàn mấy tên học viên thương lan học viện còn lại sau đó mưu đồ hậu sự nhưng mà kỳ lão đầu cũng không làm như vậy hắn lựa chọn cá chết lưới sách kỳ lão đầu không ngốc nếu như hắn từ bỏ diệp huyền như vậy mạc vân khởi và bạch trạch chắc chắn sẽ lập tức rời khỏi thương lan học viện không chỉ hai người này thậm chí ngay cả cháu gái của hắn cũng có thể bất hòa với hắn còn nữa cũng là điểm trọng yếu nhất tiềm lực và thực lực của diệp huyền bày xa làm cho thương mộc học viện kiêng kỵ thế nhưng sau đó lại không phải là hy vọng của thương lan học viện đây hắn làm sao có thể hy sinh diệp huyền bảo toàn diệp huyền có lẽ còn có một tia hy vọng nếu như hy sinh diệp huyền thương lan học viện tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ hy vọng gì nữa sẽ không có một thiên tài hay yêu nghiệt nào nguyện ý gia nhập một học viện có thể hy sinh học viên Giữa sân, kỳ lão đầu ra tay, đám người thương mộc học viện lập tức biến sắc, mà những cường giả thần hợp cảnh vây quanh đám người Diệp Huyền lập tức bị cố uy áp kỳ lão đầu thả ra chấn cho liên tục lùi về sau. Những người này, về mặt đều ngưng trọng, vạn pháp đỉnh phong cảnh. Nếu như loại cường giả này muốn tử chiến, không cần phải nói, cho dù hôm nay toàn bộ đám người Diệp Huyền chết trận, thế nhưng toàn bộ thương mộc học viện sẽ cứ thế bị đánh sụp đổ giờ phút này về mặt của lý huyền thương cũng cực kỳ khó coi bởi vì hắn cũng không muốn cá chết lưới rách với kỳ lão đầu bây giờ thương mộc học viện là gia đại nghiệp đại mà thương lan học viện thì sao chứ đều sắp đóng cửa rồi cá chết lưới rách vào lúc này thương mộc học viện sẽ mất máu nặng ngay lúc đại chiến hết sức căng thẳng một thanh âm đột nhiên vang lên trong sân kỳ lão chờ một lát Thanh âm này vừa vang lên, một lão già áo bào xám đột nhiên xuất hiện giữa sân. Kỳ lão ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lão già áo xám. Lão quỷ, ngươi ra đây làm gì? Lão già áo xám chính là quốc chủ Khương quốc đời trước, Khương Càng Thiên, tứ đại cường giả vạn pháp cảnh Khương quốc. Hắn xếp thứ nhất. Khương Càng Thiên cười khổ. Nếu như ta không ra mặt, đế đô này sợ là sẽ bị các ngươi đánh cho phế mất một nửa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương cách đó không xa. Lý Huynh, sự tình phát triển đến trình độ này, Lão Phu cũng không tiện nói thêm điều gì. Thế này thì sao? Để ta làm người giảng hòa, chuyện hôm nay dừng ở đây. Lý Huyền Thương cười lạnh, dừng ở đây sao? Nói xong, hắn chỉ chỉ một đám thi thể cách đó không xa. Những người này cứ chết vô ích như vậy sao? Khương Càng Thiên nhíu mày, nếu như không phải sợ đế đô sinh loạn, hắn ước gì hai bên đánh nhau chết sống. Nhưng bây giờ đây, Khương Quốc có ngoại địch, đường quốc căn bản không thể loạn. Khương Cảng Thiên hơi trầm ngâm, sau đó nói, Lý Huynh bắt đầu từ cổ viện trưởng, thương mộc học viện đã trải qua ngàn năm rực rỡ. Trong trừ quốc xung quanh, thương mộc học viện, Khương Quốc là tối cường, vẫn luôn huy hoàng, nhưng nếu như tiếp tục đánh, thương lan học viện có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất ở Khương Quốc. Thế nhưng, với thực lực của Kỳ Huynh, hắn muốn ngọc đá cùng tan, tương tự có khả năng phá tan thương mộc học viện đến lúc đó lý huynh ngươi chính là tội nhân thiên cổ nghe vậy lý huyền thương nắm chặt hai tay vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì khương càng thiên lại nói với năng lực của lý huynh ngày sau vô cùng có khả năng đi tới tổng bộ thương mộc học viện ở trung thổ thần châu đồng thời tiến vào tài anh điện trong tổng bộ thương mộc học viện nhưng nếu như thương mộc học viện khương quốc bị hủy trong tay lý huynh với lý huynh mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt nghe vậy về mặt của lý huyền thương có chút động dung tài anh điện đây là mục tiêu cuối cùng của hết thầy học viên đạo sư thậm chí là viện trường thương mộc học viện lúc này khương càng thiên lại nói nói đến đều là tranh đấu giữa tiểu bối thế đại thì sao tiếp tục để bọn tiểu bối này tranh một chuyến đấu một trận Kỳ huynh, Lý huynh, các người cảm thấy thế nào? Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, ta không có vấn đề. Lý huyền thương lạnh lùng nhìn thoáng qua kỳ lão đầu, có thể, ta cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Cảng Thiên. Khương huynh, còn mời ngươi làm chứng. Thương Mộc học viện ta và Thương Lan học viện hắn, từ giờ phút này chính là không chết không thôi. Mà hai bên, từ 25 tuổi trở lên đều không thể ra tay. Người cảm thấy thế nào? Nếu như bên nào làm trái quy tắc, đến lúc đó còn xin khương huynh chủ trì công đạo một thoáng có thể không nghe vậy kỳ lão đầu và khương càng thiên đều nhìn về phía lý huyền thương không bình thường bởi vì trước đó thương mộc học viện rõ ràng không ai có thể chấn áp mấy người diệp huyền mà lúc này lý huyền thương còn đưa ra đề nghị như vậy đây là vô cùng không bình thường Khương Càng Thiên hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía kỳ lão đầu cách đó không xa. Kỳ lão đầu lại nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhún vai, chúng ta không có vấn đề. Kỳ lão đầu nhìn về phía Lý Huyền Thương, có thể. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mấy người Diệp Huyền, chúng ta đi. Cứ như vậy, mấy người Diệp Huyền với kỳ lão đầu dẫn đầu rời khỏi thương mộc học viện. Khương Càng Thiên cũng thấp giọng thở dài, sau đó rời đi thương mộc học viện. Giữa sân, Lý Huyền Thương nhìn một đám thi thể kia về mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một bên, Lê Tu đang muốn nói chuyện. Lý Huyền Thương đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Đây là chuyện tốt ngươi làm. Về mặt Lê Tu có chút khó coi. Những cường giả thương mộc học viện xung quanh cũng đều nhìn về phía Lê Tu, về mặt vô cùng bất thiện. Phải biết lúc trước Diệp Huyền này thế nhưng là tới trước cửa cầu vào Thương Mộc Học Viện mà Lê Tu và Thương Lê kia thế mà lại bức Diệp Huyền rời đi. Bây giờ Diệp Huyền đã trở thành kình địch của Thương Mộc Học Viện. Nếu như Diệp Huyền gia nhập Thương Mộc Học Viện, không thể nghi ngờ Thương Lan Học Viện hơn trăm năm tới sẽ bị ép cho không ngẩng đầu lên được. Đáng tiếc, hắn lại đi Thương Lan Học Viện. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc trước kia bọn hắn cũng không coi trọng thế nhưng bây giờ sau khi thấy thực lực và tiềm lực của diệp huyền nói không hối hận tiếc hận đó là giả ngay cả lý huyền thương cũng cảm thấy đáng tiếc và hối hận hối hận lúc trước không tự mình ra xem nếu như hắn ra xem thương mộc học viện sẽ không bỏ lỡ một siêu cấp yêu nghiệt như diệp huyền một lát sau lý huyền thương đột nhiên nói thương lê kia còn trong học viện không bên cạnh một lão giả gật đầu vẫn còn Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, giữ lại làm gì, lập tức giết. Lão già do dự một chút, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua Lê Tu, về phần ngươi cũng tự mình kiểm điểm cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người đi lên trên núi. Phát lệnh triệu tập cho hết thầy thương mộc học viện ở Thanh Châu nói là thương mộc học viện Khương Quốc chúng ta cần trợ giúp. Ai giết được Diệp Huyền và đám học viên thương lan học viện thường một môn huyền kỹ địa giai thượng phẩm, một quyền thân pháp kỹ địa giai thượng phẩm, một quyền công pháp địa giai thượng phẩm, 50 vạn cực phẩm linh thạch. Nhờ người ngoài, thành thường giới có tam đại châu, thanh châu trung thổ thần châu, thương lan châu, mà trong khu vực thanh châu ngoại trừ thanh châu nhất đại đế quốc vạn vân đế quốc đại tiểu quốc còn lại cũng có gần trăm ngoại trừ những tiểu quốc này còn có đủ loại thế gia cổ lão ngàn năm và một số thế lực trên núi thần bí thương mộc học viện không thuộc về thế lực trên núi thế nhưng ngay cả những thế lực trên núi thần bí kia cũng không dám khinh thường học viện này bởi vì thương mộc học viện trải rộng toàn bộ thanh châu ngay cả Đại Vân Đế quốc cũng có một tòa Thương Mộc Học viện, đây còn chưa phải là kinh khủng nhất, nghe đồn tổng bộ của Thương Mộc Học viện thế nhưng là sừng sững ở trung thổ Thần Châu, có văn minh võ đạo huy hoàng nhất trong khu vực Thanh Châu này, Thương Mộc Học viện các quốc gia tự quản phần mình, nhưng Vương hầu chư quốc bọn hắn chỉ nghe Thương Mộc Học viện trung thổ Thần Châu điều khiển, thế nhưng không có nghĩa là giữa bọn hắn sẽ không có liên hệ hết thầy thương mộc học viện khắp thanh châu có cạnh tranh thế nhưng cũng có hợp tác lệnh triệu tập đây chính là một trong những thủ đoạn hợp tác của bọn hắn một phương gặp khó ra lệnh triệu tập có thể gọi bát phương trợ giúp đương nhiên không phải trợ giúp miễn phí mà phải trả giá thật lớn nhưng thương mộc học viện ra đại giới này đã không còn là lớn mà là vô cùng lớn công pháp địa giai thượng phẩm võ kỹ địa giai thượng phẩm thân pháp huyền kỹ địa giai thường phẩm, còn có 50 vạn cực phẩm linh thạch. Đại giới này, đừng nói là đi giết một ngự khí cảnh và mấy lăng không cảnh, ngay cả giết một cường giả thần hợp cảnh, đều sẽ có vô số người đi làm. Có trọng thưởng, tất có dũng khí, rất nhanh. Vô số linh câu từ trong thương mộc học viện phóng lên trên tận trời, sau đó bay đi khắp bốn phương tám hướng. Một màn này có chút hùng vĩ. Đế đồ, Diệp Huyền gây chuyện ở thương mộc học viện thương mộc học viện cũng không thể dùng lực áp xuống rất nhanh cơ bản toàn bộ đế đô đều biết diệp huyền gây sự ở thương mộc học viện khiếp sợ toàn bộ đế đô khiếp sợ đã bao nhiêu năm thương lan học viện gần như sắp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người không đúng là đã phai nhạt trong tầm mắt của mọi người mà bây giờ đây thương lan học viện lại dám ngạnh kháng chính diện với thương mộc học viện hơn nữa còn thắng đáng sợ nhất là diệp huyền thế mà chém giết phần tuyệt yêu nghiệt số một thương mộc học viện càng dùng thi thể học viên thương mộc học viện viết ra bốn chữ thương mộc học viện ngay tại đương trường đây là đang hung hăng đánh vào mặt thương mộc học viện diệp huyền lần này cái tên diệp huyền một lần nữa truyền khắp đế đô khác biệt với lần trước lần này cái tên diệp huyền một lần nữa truyền khắp đế đô Khác biệt với lần trước, lần này là vô số người tò mò về hắn, còn có người sùng bái hắn. Kiếm tu luôn luôn dễ làm người sùng bái. Nói tóm lại, lần này có thể nói Thương Lan Học Viện đã làm cho người khắp đế đô lau mắt mà nhìn. Kỷ lão mang theo bốn người Diệp Huyền về tới Thương Lan Học Viện. Trước Thương Lan Điện, Diệp Huyền gặp lại Diệp Linh. Diệp Linh một thoáng đã nhào tới trong ngực Diệp Huyền. Nàng ôm Diệp Huyền thật chặt, sợ Diệp Huyền biến mất, Nàng không khóc nhưng lại cứ ôm Diệp Huyền như vậy. Trong mắt nàng có một tia kiên định không hề tầm thường. Nhìn Diệp Linh trong ngực, vẻ mặt băng lãnh của Diệp Huyền cũng nhu hòa đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Linh. Ca đã đáp ứng muội sẽ trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen ngồi trên xe lăn cách đó không xa. Không biết tại hạ phải xưng hô như thế nào. Nữ tử váy đen hơi trầm ngâm, sau đó nói, lục cửu ca. Diệp Huyền gật đầu, Lục cô nương đa tạ. Nữ tử váy đen lắc đầu. Ngươi là quốc sĩ Khương quốc ta đứng về phía ngươi. Thương mộc học viện nhất định sẽ không bỏ qua lần này. Bảo trọng. Nói xong, lão già sau lưng nàng, đầy nàng quay người rời đi. Khương quốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bóng lưng nữ tử váy đen. Ta nhớ kỹ. Nữ tử váy đen khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở cách đó không xa. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói. Ca, muội đi nấu cơm cho ca. Chúng ta cũng phải ăn lúc này mạc vân khởi sau lưng diệp huyền đột nhiên cười hắc hắc tiểu linh nhi cũng làm cho chúng ta một phần chứ bạch trạch khẽ gật đầu ta cũng muốn diệp linh cười cười một tiếng đều sẽ có nói xong nàng quay người chạy nhanh về phía nơi xa lúc này kỳ lão đầu một bên đột nhiên bấm tay một cái rất nhanh bốn viên đan dược màu vàng rơi vào trước mặt bốn người diệp huyền đi chữa thương trước Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cầm viên đan dược kia, đi về gian phòng của hắn. Mạc Vân Khởi liếc mắt đánh giá đan dược trước mặt, sau đó sợ hãi than. Kỳ lão đầu, đan dược này không tầm thường. Nói xong, hắn nhìn về phía kỳ lão. Kỳ thật, người rất giàu có. Lại nói, người có tiền như vậy, có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt của chúng ta một chút hay không? Hoặc là thu vài muội tử học viên cũng được. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, cút. Mạc Vân Khởi cười cười. Người có thể suy nghĩ một chút, đặc biệt là vấn đề cuối cùng. Nói xong, hắn xoay người chạy. Bạch Trạch và Kỳ An Chi cũng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Khương Càng Thiên xuất hiện trước mặt Kỳ Lão cách đó không xa. Khương Càng Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói. Người thu được ba tên tiểu tử này cũng không tệ, đặc biệt là Diệp Huyền kia. Cái này không đơn giản. Kỳ Lão lãnh đạm nói nếu bình thường mà nói hoàng thất ngươi ước gì thương lan học viện ta và thương mộc học viện đánh nhau chết sống vậy mà hôm nay ngươi lại đi ra làm người hòa giải không bình thường đâu khương càng thiên cười nói xác thực ta ước gì ngươi và lý huyền thương đánh nhau sống chết thế nhưng sau đó thì sao thương lan học viện ngươi triệt đề hủy diệt thương mộc học viện bị trọng thương nhưng mà thế đã kết thúc sao không tòa thương mộc học viện thanh châu kia sẽ vẫn tiếp tục phái người tới nơi này để gây dựng lại thương mộc học viện đến lúc đó bọn hắn sẽ chân chính là một nhà độc đại kỳ lão lãnh đạm nói hiểu muốn để thương lan học viện ta tiếp tục hao tồn thương mộc học viện khương càng thiên lắc đầu kỳ lão lão phù cũng nói thẳng một lời với ngươi lần này hoàng thất ta đứng về phía các ngươi dĩ nhiên không có khả năng công khai ra mặt giúp đỡ các ngươi thế nhưng sau lưng hoàng thất ta vẫn nguyện ý trợ giúp các ngươi một phần dù sao, tiểu tử kia chính là quốc sĩ, còn có quan hệ không tệ với tiểu cửu, hoàng thất ta rất coi trọng hắn. Kỳ lão uống một ngụm rượu yên lặng, Khương Càng Thiên cười nói, kỳ lão hẳn là ngươi sẽ không phản đối chứ. Kỳ lão lắc đầu, không phản đối, chỉ là chớ có lén lút làm gì hắn. Khương Càng Thiên cười nói, đương nhiên sẽ không, đối với hắn chúng ta cũng tương tự âm thầm bảo hộ, cái này không chỉ trọng tình càng biết nghĩ về gia quốc lần này hắn giúp tiểu cử một chuyện lớn đối với hắn hoàng thất ta không có nửa điểm ác ý điểm này lão phu có thể cam đoàn kỳ lão khẽ gật đầu vậy thì tốt nói xong hắn uống một ngụm rượu quay người rời đi khương càng thiên quay đầu nhìn thoáng qua thương lan điện mỉm cười nói đại kiếm tu thật tốt nói xong hắn quay người biến mất ngay tại chỗ trong phòng bếp diệp linh đang thổi lửa nấu cơm đúng lúc này một tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện cách nàng không xa tiểu nữ hài mặc một bộ áo bông nhỏ sau đầu ghi một cây bím tóc thật dài thuật nhìn có chút đáng yêu diệp linh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài không nói gì tiểu nữ hài lãnh đạm nói hôm nay cả càng người suýt chút nữa chết đi diệp linh ôm đầu gối không nói gì tiểu nữ hài nhìn thẳng diệp linh người đã liên lụy hắn rất nhiều lần hôm nay vì ngươi mà hắn suýt nữa đã chết mà về sau định nhân của hắn có thể sẽ nhắm vào ngươi nước mắt diệp linh đột nhiên chảy xuống dù lao thế nào thì cũng không hết tiểu nữ hài đi đến trước mặt diệp linh ngươi nhất định phải độc lập nhất định phải mạnh lên chỉ có như vậy thì mới có thể không liên lụy ca ca ngươi không đúng phải nói ngày sau ngươi mới có thể bảo hộ ca ca ngươi tốt hơn diệp linh ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài ca ca rất lợi hại, ta có thể bảo hộ hắn sao? Khóe miệng của tiểu nữ hài hơi nhếch lên. Hắn rất lợi hại, nhưng so với ngươi, hắn vẫn kém xa. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta dám cam đoan, ngày sau ngươi nhất định sẽ trói mắt hơn cả vị an quốc sĩ Khương Quốc kia bây giờ. Diệp Linh ngẩn ngơ, sau đó nói, vì, vì sao? Nét cười trên khóe miệng tiểu nữ hài dần dần nở rộng, sau đó phải nói là hưng phấn bởi vì ngươi có thể chất hàn linh thể chất đặc thù trong truyền thuyết chỉ cần ngươi đi theo ta bắc hàn tông ta nhất định sẽ dùng lực lượng toàn tông bồi dưỡng ngươi để ngươi có thể giết sạch yêu nghiệt bảng thanh thương giới kia diệp linh trầm mặc rất lâu cuối cùng thì nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hải ta đáp ứng ngươi tiểu nữ hải mừng rỡ như điên mà lúc này diệp linh lại nói nhưng mà ta phải bồi ca ca một quãng thời gian tiểu nữ hải do so dự một chút sau đó gật đầu có thể đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi nói xong nàng quay người biến mất tại chỗ trước hố lò diệp linh ôm hai đầu gối cứ như vậy đờ đẫn nhìn hỏa diễm trong hầm lò các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm đạo độc hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.